Hello. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Cá Cảnh của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng với mọi người nói về một cái chủ đề. Cái chủ đề này cũng có rất là nhiều người thắc mắc, nhiều người nuôi cá cảnh thắc mắc. Đó, và chỉ nghe người này nói người kia nói thôi. Thì là cái chủ đề này là cá 7 màu full gold nuôi với cái hồ nòn, với cái hồ có cái nòn màu gì là đẹp nhất. Thì dụng cụ mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, mình và các bạn sẽ cùng trải nghiệm ha. Đây là bộ dụng cụ của mình, bộ dụng cụ đặc biệt mà mình vô tình mình nghĩ ra đây. Đó, giấy màu các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lần lượt thay, mình sẽ lần lượt thay từng cái nền cho các bạn xem và cùng mình trải nghiệm xem cá màu full gold nuôi cái hồ màu gì, cái hồ có cái nền màu gì là đẹp nhất. Rồi, xin mời các bạn cùng mình thực hiện nha. Đây là cái dụng cụ mình sẽ sử dụng ngày hôm nay. Đó, không có chỗ để, mình để lên cái ghế, mình làm cho các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đằng sau cái này là cái hồ cá của mình đó các bạn. Đó, bạn thấy không? Rồi, bây giờ thì mình đã có cái này rồi. Mình sẽ xin vớt hai, trong đó mình có hai con cá trống full gold đó. Mình sẽ vớt nó ra, rồi mình sẽ từ từ lần lượt mình lên màu cho các bạn xem cái cá bể màu mình có thể nuôi với cái là màu gì là mình nhìn là ok nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ vớt nha các bạn. Đây, ra mắt với các bạn, đây là diễn viên ngày hôm nay của chúng ta, hai con 7 màu full gold trống đấy, size cũng khá là to, không lấy nét được rõ lắm ta. Đây, chiếu gần hơn cho các bạn thấy rõ hơn. Hai chú full gold trống của mình, diễn viên ngày hôm nay của mình đấy. Trước tiên mình sẽ thử nghiệm với cái nòng màu vàng nha các bạn. Mình vào vị chính luôn. Đó, full gold mà lên nòng màu vàng thì sẽ thấy như thế nào. Đẹp màu không các bạn? Không được đẹp lắm, không có làm nổi bật được cái màu sắc của cái con full gold lên. Đó, nó khá là lãi. Màu vàng mà lên màu vàng nữa là thôi, mình mặc dù vẫn thấy đâu là con cá, đâu là cái nền, nhưng mà mình vẫn không cảm nhận được cái vẻ đẹp của con cá ở đây ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên một cái màu khác cho các bạn nhìn. Đó, mình muốn các bạn hôm nay tính ra thì màu đỏ, màu này màu đỏ không ta. Đó, mình muốn các bạn sẽ cùng với mình trải nghiệm chứ không có nói cái miệng, không nói chuyện với cái miệng nói suông ha. Mình muốn các bạn trải nghiệm để mà các bạn sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp của con cá, và các bạn sẽ có thể nói như thế nào ta, các bạn sẽ chọn lựa ra một cái màu mà nó phù hợp với mình nhất, mình thích nuôi với con cá bể màu màu gì, mình thích ngắm cái con cá bể màu trong cái nền màu gì là đẹp nhất.
Ở đây thì mình có cái nền màu đỏ này. Đấy, cái nền màu đỏ mình thấy nó cũng chưa được ổn cho lắm, nó vẫn thấy như thế nào ta, sao sao ấy. Ờ, các bạn thấy không, thấy nó cũng vẫn chưa được ổn như nó. Nó không được để mình vuốt cái này cả. Nó sao sao ấy, như cái mặt kiến má này nó không được có rõ lắm, phải các bạn, bạn thấy không? Đó, nó cái mặc dù nó vẫn nổi với cái nền màu đỏ, các bạn thấy nó vẫn nổi với cái nền màu đỏ, nhưng mà mình vẫn thấy cái con phun con nó sao ta có thể nói là nó chưa được, chưa có thể nói là nó chưa làm nổi bật hết cái con cá, nó chưa làm nổi bật được hết cái con cá các bạn ạ. Rồi, để mình qua một cái màu khác. Tính ra thì mình cũng muốn các bạn trải nghiệm màu hồng. Mình bữa nay mình sẽ làm hết cái bộ giấy 7 màu này luôn. Tổng cộng có đúng là nhiêu ta? 7 màu thiệt luôn. 7 loại màu khác nhau. Cho các bạn xem, cho các bạn trải nghiệm. Mình sẽ lên cái màu xanh lá cây đi, xanh lá cây cho bạn xem, màu vàng với màu xanh chắc có lẽ là nó sẽ ấy ơi, nó sẽ nổi hơn. Đó, ở đây thì lên cái nền màu xanh lá cây này thì mình thấy cái con cá nó cũng khá là ấy nè, khá là sao ta, có thể nói cũng khá là nổi con cá này, bạn thấy không, mà cái màu nó cũng sáng nữa, con cá nó không có bị, nhìn con cá nó sáng hơn cái màu nãy nhiều. Đó, các bạn có thể là chọn cái màu này, mình thấy cái màu này được. Đấy. Thì như mình biết cái màu thì mọi người thường hay nói nuôi với cái nền màu tối thì nhìn nó sẽ rất là đẹp. Đó, nhìn cái con cá nó đẹp, nó nổi màu lên nó đẹp. Nha các bạn. Nhưng mà có được bao nhiêu người mà khả năng mà tìm cái màu phù hợp với con cá 7 màu của mình để mà mình nuôi đâu, mỗi loại nó đều có, mỗi loại nó đều có một cái kêu là một cái màu nền mà phù hợp nhất đối với nó. Đây mình lên cho các bạn màu xanh dương. Đây là cái nền màu xanh dương. Hôm bữa có một cái bạn hỏi mình cá 7 màu full gold nuôi là màu gì đẹp. Thì mình cảm thấy là nó nuôi cái nền màu xanh dương chắc cá nhìn cũng khá là ok. Mình nói với các bạn đó là nuôi, các bạn có thể nuôi màu tối như full gold, các bạn có thể nuôi màu xanh dương hoặc là cái màu nào mà nó làm nổi bật cái màu vàng lên đó. Thì hôm nay mình làm một cái video này luôn, mà sao mình thấy cái lên cái màu xanh dương này sao thấy nó cũng không được ngầu cho lắm ta. Để mình lấy đèn chiếu vô nữa coi, mình tức quá mà. Không đẹp chứ không phải không đẹp đâu các bạn ơi, đẹp lên cái màu xanh dương này, cái con cá nhìn nó khác biệt hơn hẳn luôn các bạn. Đẹp chứ không phải không đẹp, nó nổi bật cái nét của con cá lên đẹp, mà màu cũng sáng nữa này, các bạn thấy không, rất là ok. Rồi
mình lên cái màu này. Cái màu này mình cũng rất là thích. Một màu mộng mơ. Đấy, mình dự định mình cũng cực thích cái màu này luôn, màu tím nha các bạn. Đó, cái màu của nó là hợp phong thủy rồi, rất là nhiều ấy rồi. Lên màu tím nhìn cái con cá với màu nó khác liền nhỉ. Đồ mình xài hơi bị cụ bắp chút xíu, thành ra nó lấy né không kịp đó các bạn. Cá nó bơi dao động nhanh quá, cá nó lấy né không kịp. Đây là cái nền màu tím này. Các bạn cho mình một cái nhận xét nhỏ xem nó như thế nào. Mình thấy là tuyệt vời luôn ấy, rất là đẹp. Không còn đẹp hơn lên cái màu xanh dương hoặc cái màu xanh lá cây nữa. Đó là nổi bật cái con cá lên, bạn thấy không? Nhìn con cá rất là sáng, cũng không làm mất cái đi cái màu vàng của nó, không làm nhà, không làm nhạt bớt cái màu vàng của nó, còn thêm cho nó một chút xíu sự nổi bật của cái màu vàng lên nữa. Đấy, đó, như mình đã nói hồi nãy thì cá với màu các bạn nên nuôi cái màu, những cái form màu tối thì nó sẽ lên nổi bật các con cá hơn. Đó, giờ hôm nay mình và các bạn sẽ trải nghiệm nè. Từ nãy tới giờ là mình qua 5 loại màu rồi các bạn thấy không, 5 loại màu. Thì trong đây mình lên ghế nhất có, nếu mà nuôi cái con full gold này á, lên màu đẹp, nhìn có con cá nó đẹp. Thì mình cảm nghĩ của riêng mình đấy, thì mình thấy có màu tím này là một này. Này, cho bạn, các bạn coi lại lần nữa, chốt lại cho các bạn luôn. Màu tím là một này, là màu tím. Đấy, thổ sinh kim, màu tím đại diện cho thổ. Đây là cái màu xanh dương, các bạn nhìn xem hai cái màu khác biệt hoàn toàn không. Bên cái màu xanh dương này thì con cá nó rất là sáng lên này. Đấy, cái màu vàng nó cũng rất là nổi với cái màu, là màu xanh. Đấy là hai này, màu tím, màu xanh dương này. Để mình cho các bạn xem một cái nữa, mình nghĩ cái màu này cũng rất là đẹp. Màu này thì sẽ làm cho con cá của các bạn này nó sáng hơn ấy, nhưng mà nó hơi nó không đó, nó không làm nổi bật cho cái màu vàng cho lắm, nó không làm nổi bật cho cái màu vàng cho lắm, các bạn thấy không? Nhưng mà nhìn cái hồ của bạn nó rất là sáng, nhìn tổng quan cái hồ của bạn thì nó rất là sáng. Đấy, đây là ba loại màu mà mình cảm thấy là nó đẹp nhất cho các thằng full gold này. Đấy, video này mình làm có vẻ hơi bị dùng về, thiếu chuyên nghiệp một chút xíu, các bạn thông cảm nha. Nhưng mà mục đích của mình là chỉ muốn cho các bạn trải nghiệm chung với mình. Đó, không lẽ giờ các bạn đi cái hồ của các bạn bụi tổ mà không lẽ giờ các bạn phải đi ra các bạn mua một nồi, một đống giấy đề can về mà các bạn ấy sao? Các bạn chỉ bỏ ra thời gian 10 phút để các bạn xem video của mình, các bạn khỏi cần làm. Thì các bạn sẽ chọn ra được cái màu mà các bạn thấy thích nhất để bảo bạn nuôi cái con cá full gold này. Đấy, đây là cái màu đỏ này. Khi mà nuôi nền màu thì các bạn đi đôi với lại việc là phải có đèn nha các bạn. Đèn các bạn có thể xài đèn tím hoặc là đèn trắng, mình thì thích màu trắng hơn. Đưa màu tím lên cái màu nó đỏ đỏ, cái hồ nhìn ghê đó, không hợp lại. Ba cái màu mà mình cảm thấy là các bạn nuôi sẽ ok nhất. Nếu mà muốn nữa mình sẽ cho các bạn một cái màu nữa, màu hồng. Đó, lên màu hồng. Ê, màu hồng mà lên nhìn cực đẹp luôn ta.
bạn thấy không? Rồi giờ là màu xanh nè, màu tím nè, màu đỏ nè, màu hồng nè, ba cái nền các bạn luôn, cá bán màu Vingon lên là nhìn bá cháy luôn, bốn màu đó. Các bạn có thể trải nghiệm qua hết cái video này rồi các bạn sẽ thấy các bạn chọn được màu, mình không có ép các bạn sử dụng cái màu gì hết, bạn thấy không? Mình không có ép các bạn sử dụng màu gì hết, ngay cả cái con cá bảy màu các bạn thấy chỉ cần gắn đèn lên là các bạn đã thấy nó đẹp rồi, khỏi cần mà mình nuôi làm màu luôn đó. Mình có rất là nhiều người mà hỏi mình nuôi nền màu gì đẹp, cá này nuôi màu gì đẹp, cá kia nuôi màu gì đẹp. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cho các bạn bộ Vingon. Còn những cái bộ như Dumbo Reptile, những cái bộ như rồng ấy thì mình sẽ làm sao, mình xin phép được làm sao ha. Thời lượng video của mình đó, đến đây nó cũng khá là dài rồi, mình xin được phép dừng lại ở đây. Thì chúc các bạn sức khỏe, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye.